Quốc Phương xin kính chào các quý vị khán thính giả của BBC Việt ngữ đang theo dõi chương trình Facebook Live đặc biệt của chúng tôi về sự kiện APEC 2017 diễn ra ở Đà Nẵng, Việt Nam, cũng như có thể là lát nữa đây chúng tôi sẽ mời các vị khách bình luận về vấn đề cái TPP. Và chúng tôi xin phép được giới thiệu nhà báo Nopol Vong Anan là trưởng ban BBC tiếng Thái sẽ tham gia phần bình luận này với chúng tôi từ London. Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi dành cho nhà báo Nopol Vong Anan đó là từ Thái Lan đấy, thì Thái Lan nhìn nhận bình luận thế nào đó về cái APEC 2017 tại Việt Nam. So first of all, thank you very much for joining our program today. And what is the view from Thailand about the APEC 2017 in Da Nang? Well, APEC is very important for Thailand because this trade between Thailand and APEC members account for about 70%, roughly 70% of Thailand trade. So this is very, very important. So Thailand is very committed to APEC. It has committed in all sorts of aspects on this. One aspect is this, the trade agreement, free trade agreement, Asia-Pacific, which is coming up soon. So Thai authorities have been preparing to work on this and to be part of this TPP, AP, as that they call. And also Thailand, which once hosted APEC before, some 10 years ago, and is going to host again in 2022. So now they are coming to talk and prepare for their turn to host APEC as well. And also Thailand, because Thailand see trade with APEC members is very important, so Thailand want to bring investors from APEC members to Thailand as well. So the Thai Prime Minister is using this venue to attract more investment to Thailand. Thailand is offering this high-tech, offering itself as a hub for investment in high technologies, in less polluted, environmental friendly industries to its Eastern Economic Corridor, which is Thailand trying to promote as well. Ok, so chúng tôi xin phép được lược dịch cái ý của nhà báo Nopol Vong Anan là trưởng ban của BBC tiếng Thái Lan. Theo nhà báo thì cái APEC, ấy, diễn đàn APEC là một cái diễn đàn hết sức là quan trọng đối với Thái Lan, và Thái Lan có một cái tỷ lệ là 70% cái về mặt là cái thương mại đấy, giao thương với cái các quốc gia ở khu vực APEC, tức là châu Á Thái Bình Dương. Cho nên đây được cho là một sự kiện hết sức là quan trọng. Và ngoài ra đấy thì Thái Lan thì là cũng quan tâm tới những cái hiệp định tự do ở các cái khu vực này, cũng như là cũng quan sát cái hiệp định TPP. Trước đây thì Thái Lan cũng đã từng là nước chủ nhà đăng cai APEC, và tới đây thì năm 2022 thì theo nhà báo Nopol Vong Anan ấy, thì Thái Lan cũng sẽ đăng cai một kinh nghị hội nghị APEC. Cho nên là phía Thái Lan đến đây để mà trao đổi các vấn đề mà quan tâm. Ngoài ra đây nữa thì cũng nhân cái dịp này đấy thì thủ tướng của Thái Lan thì cũng đến đây đấy để mà muốn là có thể nói là thu hút hay là hấp dẫn các cái nhà đầu tư của quốc tế ở các cái quốc gia trong cái khu vực này ở đây để mà tới Thái Lan để mà đầu tư. Đương nhiên là theo nhà báo Nopol Vong Anan thì là cũng có những cái gọi là điểm nhấn ở đây. Ví dụ chẳng hạn như Thái Lan quan tâm tới việc là thu hút những cái đầu tư mà có cái yếu tố hàm lượng công nghệ cao. Rồi thì là về tức là cố gắng làm sao mà đưa được khoảng 50% các cái đầu tư đó đấy là với các cái dự án mà có những cái khía cạnh như vậy. Ngoài ra thì là nó có cái khía cạnh là các cái công nghệ mà làm sao mà nó ít gọi là gây ô nhiễm cho môi trường, hay nói cách khác là nó thân thiện với môi trường hơn. Và Thái Lan rất là quan tâm tới cái APEC này cũng như cái hành lang cái hợp tác hỗ phát triển kinh tế như thế. My next question to you, Nopol, is how do you,
comment on some of the speeches, some of the messages delivered by some of the, you know, let's say, top leaders of the some power economic country, let's say, from President Trump, from President Xi, etc. Và câu hỏi tiếp theo của chúng tôi với nhà báo Napon Vong Anand là không biết là ông có cái bình luận như thế nào về những cái thông điệp mà đưa ra bởi một số các cái lãnh đạo các cường quốc của ở trên thế giới mà tham dự cái APEC ở Đà Nẵng đấy. Vì chẳng hạn như là phát biểu của ông, cái quan điểm của ông Tổng thống Donald Trump hay là của ông Xi Jinping, ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Well, I think this is interesting that because this year Vietnam is on the international radar, right? So you've got top leaders coming to Vietnam. You've got Trump, you've got Xi Jinping, you've got Boris Yeltsin. Sorry, Putin. Putin. Sorry, you've got Putin. They are on the same stage in Vietnam now. So Vietnam is quite important. So whatever. But again, I mean, when these people come, they would speak about, you know, the trade issues. They may touch on members of all these APEC group as well. So they may make some comment that may seem to favor one country to another, but it is in their own interest, and they have to be responsible for what they say. But I understand that Thailand is mentioned a bit by Trump, but is that because... Probably that's because he just met the Thai Prime Minister in the U.S. A couple of months ago, and then he may still get a bit, have some impression of the Thai leader, though the meeting wasn't that long. But Thailand is quite a long ally with the U.S. The relationship with the U.S. dated back more than 160 years old. So that's very, very long time. And then Trump may still think of, you know, Thailand as one of the, you know, countries that he like. He hasn't visited Thailand yet. The Thai leaders want Trump to visit Thailand for sure. But also, if you read some American press, Thailand kept, even though when Trump was in China, he kept when he was in China, instead of saying China, he said Thailand. So he was made fun by some American media on that as well. Ok, là chúng tôi xin phép được lược dịch ý kiến vừa rồi của nhà báo Napon Vong Anand. Thì ở đây nhà báo nói là thế này, tức là ở đây thì trong cái diễn đàn của APEC ở Đà Nẵng 2017 ấy, thì đây là cái dịp mà có thể là Việt Nam là có thể trở nên thấy là rất là quan trọng, như là một cái sân khấu, một cái diễn đàn của quốc tế. Và ở đây thì có sự hiện diện của rất nhiều các cái nhà lãnh đạo rất là quan trọng ở trên thế giới, các cái cường quốc chẳng hạn như là Tổng thống Donald Trump, hay là Chủ tịch Trung Quốc ông Xi Jinping, ông Tập Cận Bình, hay là Tổng thống Nga ông Vladimir Putin, vân vân. Và thì ở đây tất nhiên là có những cái vấn đề rất là lớn được bàn luận ra, tức là trong những cái vấn đề về cái thương mại, rồi những cái vấn đề mà giữa các cái quan tâm giữa các cái thành viên của cái khối cái APEC này với nhau. Về phía Thái Lan thì ở đây thì là chúng tôi cũng xin lược dịch, thì theo nhà báo Napon đấy, Vong Anand đấy, thì phía Thái Lan trước đây cũng có một số những cái tiếp xúc chẳng hạn như là với phía Mỹ, nhưng mà cũng là ngắn hoặc là nó ở những cái bên lề. Và Thái Lan rất là mong muốn đấy là có một cái cuộc, sẽ có cái việc là ông Tổng thống Donald Trump chẳng hạn sẽ tới thăm Thái Lan. Và nhà báo cũng nói rằng là giữa Thái Lan và Mỹ đấy thì đã có một cái quan hệ gọi là đồng minh lâu dài, một cái quan hệ mà ông nói, nếu chúng tôi nghe không nhầm, là kéo dài tới 160 năm. Đấy, và như thế tức là khá là lâu dài. Và phía ông cũng nói một chi tiết nữa, tức là ngay cả khi mà ông Trump, mặc dù ông Trump chưa tới thăm Thái Lan, nhưng mà có một lần khi mà ông có mặt hiện diện ở Trung Quốc, thì thay vì là nói là về cái từ Trung Quốc thì ông lại nói, có thể nói là buột miệng nói nhầm là Thái Lan. Và cái này đã làm cho báo chí Thái Lan rất là quan tâm. Well, my next question to you, Napon, is you know that why Mr. Trump is talking about America first? Okay, so but at the same time, Mr. Xi Jinping said that globalization is very important. So what do you comment on this difference? Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi với nhà báo Napon Vong Anand đó là ông có bình luận như thế nào về cái chuyện là chẳng hạn như là ông Donald Trump thì nói, vẫn nói cái chuyện là nước Mỹ phải là trên hết đấy, và cái gì có lợi cho Mỹ thì là ưu tiên, và trong khi đó thì
ông Tập Cận Bình thì lại dùng cái diễn đàn này và vẫn nói cái thông điệp về cái chuyện là cái tầm quan trọng của cái hợp tác rồi thì cái toàn cầu hóa. Well, I mean, it's interesting that as Trump won the election because of his America, to make America great again, right? So that's how, because of that platform that got him into the presidency. So then what he is bringing with him is that his own domestic, political domestic agenda for him to the international venue, just to say that I want to make America great, America comes first, America is the most important, and that message would travel well with his domestic audience, but not in the international arena. Because people expect, you know, as a superpower, people expect the United States of America to be world leader, to be a champion on free trade, on liberalization, right? But on the other hand, you see China, which is, I mean, Mr. Xi Jinping, he just secured his second term in his presidency. So then he won all his, and he doesn't really have his domestic audience that he had to talk to, because he just won this election. He tightened his power. He comes to power and now saying he go to the international venue to tell the world that China is emerging as, you know, a big superpower in this world. And what it is playing is it's championing free trade. But free trade doesn't mean that, you know, the big guy can play whatever they want to play. But if free trade means that they have to be fair to everyone. So now China is promoting this free trade because he knows that if, you know, if free trade is enforced, if liberalization is enforced, it means that China can sell more goods to the rest of the world. While America may not be able to sell as much goods as China, because the price-wise, it's not as competitive in terms of the mass product. So then you see these two conflicting remarks by these two world leaders in the international stage. Chúng tôi xin phép được cái tóm lược cái ý trả lời của nhà báo Nopon là trưởng ban BBC tiếng Thái thì ông nói như sau, tức là ở đây thì ông Trump ông ý từ trước là khi mà tranh cử đấy thì ông đã đắc cử là với một cái khẩu hiệu tức là nước Mỹ là trước hết, tức là ưu tiên nước Mỹ trước hết, và vẫn theo nhà báo thì Nopon đấy thì cái đây thực ra đây là ông ấy tới APEC và giữ một cái diễn đàn quốc tế nhưng mà ông lại mang theo một cái nghị trình để dường như ông ấy hướng vào những cái công chúng ở trong cái nội bộ của nước Mỹ đấy, nội bộ nước Mỹ thế này. Nhưng mà trong khi đó thì ở đây là một cái sân khấu của quốc tế, một cái diễn đàn của quốc tế, thì người ta mong muốn là nước Mỹ phải có những cái sự khác biệt đi, tức là nước Mỹ phải ví dụ chẳng hạn như là có cái vai trò như là một cái người dẫn đầu nào đó về cái thương mại tự do, rồi thì về cái có thể nói là về cái mậu dịch quốc tế, rồi thì là toàn cầu hóa chẳng hạn, có thể hiểu như thế. Thế thì vấn đề thứ hai là bây giờ nói đến ông Tập Cận Bình, thì ông Tập Cận Bình vừa mới, như là ông nhà báo Nopon nói là vừa mới tái đắc cử và củng cố được cái quyền lực của mình ở cái nhiệm kỳ thứ hai, và cái bây giờ thì ông bắt đầu là bước ra thế giới, là bước ra cái diễn đàn của thế giới, và để mà nói với thế giới rằng là Trung Quốc là một quốc gia mà đang lên, gọi là đang nổi trội lên, đây là một cái cường quốc chứ không phải là cường quốc. Và ông ấy nói và cực kỳ trái ngược lại với cả ông Donald Trump thì nói về vấn đề về cái mậu dịch tự do, nói về vân vân hay nói cái khác. Nhưng mà ở đây thì ông cũng muốn nói là một cái so sánh ở đây, vì đây có lẽ là một cái sự xung đột và cái khác biệt giữa hai cái quan điểm của hai cái nhà lãnh đạo này. Và ông có mở ngoặc thêm đó là thực ra mà nói đằng sau cái câu chuyện của Tập Cận Bình đấy thì đấy là nếu mà tự do hơn, tự do gọi là free trade hơn đấy, thì như thế thì Trung Quốc có lợi là bán được nhiều hàng hóa hơn. The last question and very quick question to you, và câu hỏi cuối cùng thật nhanh với nhà báo Nopon Vong Anan đấy, tức là liên quan đến vấn đề TPP là TPP, thì có tin nói rằng là sau Hoa Kỳ thì Canada, hiện nay thì Canada là có vẻ như là đang cân nhắc có thể là sẽ chưa ký ngay thông qua ngay cái TPP, mà có thể là có động thái nào đó, có thể họ sẽ bước ra ngoài. Nếu cái chuyện mà Thái Lan nó rút ra ngoài thì TPP thế nào từ góc nhìn Thái Lan? You know that America has withdrawn from the TPP. Right. That is a recent news that we are still confirming that Canada, the Canadian government is still, you know, hesitating about
joining the TPP, mm-hmm. signing it, mm-hmm. going through the drill deal. Mm-hmm. And if, you know, it happened that the Canada removed from that, mm. you know, following the USA, what would be the impact on this area from the view of Thailand? Well, Thailand has not really said so about this, the potential withdrawal of Canada yet. But we know that the message that the Thai Commerce Minister has sent out to the Thai audience and to the international audience is that Thailand is committed to this Bogor Declaration, which saying that they want to achieve a free trade area in APEC by 2020, which is Thailand is saying that it is going along this, it is following and moving along with this Bogor Declaration, and it wants to achieve this as well. So they were talking about this FTA AP Free Trade Agreement Asia Pacific, but we don't know that in detail, and we don't know that whether this FTA AP would be the same as the TPP. Ok, và chúng tôi xin lược cái ý trả lời cuối cùng này của nhà báo Napon. Tức là ông nói rằng là Thái Lan thì chính phủ Thái Lan vẫn chưa có cái phát biểu gì về cái động thái này được cho là có liên quan tới cái Canada, lập trường Canada với vấn đề của TPP đấy. Thế nhưng mà cái bộ trưởng về thương mại của Thái, về hợp tác thương mại quốc tế của Thái Lan ấy thì cũng đã nói rằng là Thái Lan vẫn rất là quan tâm tới cái việc là nước này sẽ tiếp tục là cam kết với cái tuyên bố về Boro mà liên quan đến cái chẳng hạn như là cái tự do, các cái hiệp định tự do rồi thì là ở trong khu vực và có thể các cái tầm nhìn đến 2020 và ở đây ông cũng nói tới những câu chuyện ta rất là quan tâm đến những hiệp định tự do cái FTA AP, tức là vùng của châu Á Thái Bình Dương như vậy. Ok, so we thank you very much for joining our program today. Thank you very much. Chúng tôi xin tiếp tục và thưa quý vị thì như quý vị biết là ở trên, nếu quý vị vào trang BBC tiếng Việt của chúng tôi lúc này đấy thì BBC tiếng Việt cũng có một cái trang gọi là trang Facebook là ở trang ở trên cái trang nhà của chúng tôi ở đây, quý vị có thể thấy đây là gọi là cập nhật các cái tin tức liên tục về cái APEC này. Thì ở đây là nếu quý vị vào đây thì có một cái một số những cái tin tức tóm tắt như thế này, tức là lãnh đạo Mỹ Trung trong cái bài như thế là phát biểu tại APEC, thì đây là tường thuật trực tiếp của BBC tiếng Việt tại hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Đà Nẵng. Tóm lược là cuộc họp của 11 nước thành viên của TPP đã không diễn ra vào hôm 10 tháng 11 theo cái tin tức. Lãnh đạo ba nước Nga, Mỹ, Trung Quốc đến Đà Nẵng tham dự APEC, rồi Tổng thống Hoa Kỳ có bài phát biểu lúc 1 giờ 30 chiều tại trung tâm hội nghị Ariana ở Đà Nẵng và chủ đề APEC 2017 tạo động lực mới cùng vun đắp tới tương lai chung. Thì chúng tôi có cái bài tường thuật trực tiếp đây. Thế và bây giờ đây thì chúng tôi xin phép giới thiệu các quý vị là chúng tôi có một cái vị khách tiếp theo tham gia chương trình, đó là nhà báo Liston Siraga. Ông là phó ban biên tập, phó trưởng ban biên tập của BBC Indonesia và sẽ tiếp tục cái cuộc trao đổi với chúng ta. So first of all, thank you very much for joining our Facebook Live today. So what is the interest, what is the view from Indonesia about the APEC 2017 in Đà Nẵng? Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi với nhà báo Liston Sirega là từ Indonesia thì Indonesia quan tâm thế nào, nhìn nhận thế nào đấy về cái sự kiện APEC 2017 diễn ra Đà Nẵng? Thank you. We don't have any big interest on this APEC meeting, and it's a lot of issue, more local issue that being our agenda today. But in general, people think that APEC is not really, probably it's not a big good thing for Indonesians because there is still nationalists who oppose the free trade. The assumption is the free trade will kill the local businessman, and also the idea of afraid of flooding product, cheap product from China. So there is still opposition among Indonesians against the free trade. I think that's one of the reasons why APEC is not become a big interest in Indonesia. Even in, if you look to the media today, also only one story regarding to APEC, and it's only about President Jokowi left Jakarta to attend the APEC meeting. That's the only story that according to regarding to APEC meeting on Indonesian media today. Okay. Vâng, và chúng tôi xin phép được lược cái ý của nhà báo Liston Siraga.
là theo nhà báo Liston ấy, thì không có một sự quan tâm thật là lớn từ phía của Indonesia đến cái hội nghị APEC này, cũng như là có một cái sự kiện gì, có cuộc gặp nào mà thực là lớn hôm nay mà phía Indonesia họ rất là quan tâm. Ở đây thì theo nhà báo Liston ấy, thì có thể nói là có cái câu chuyện là cái gọi là cái quan niệm hay là cái quan ngại từ phía của Indonesia đấy, là những cái gọi là những cái hiệp định mà tự do mậu dịch thì nó cũng có thể là sẽ giết chết những cái thương mại ở cái cấp độ địa phương, ở địa phương là như thế, và cũng có thể là mậu dịch tự do thì nó sẽ mang lại là cái tràn ngập cái hàng hóa rẻ tiền của Trung Quốc chẳng hạn vào cái nước này. Thế thì cho nên là chính có thể là vì những cái cạnh đó mà APEC có thể là không được coi là một cái sự kiện thực là quan trọng lớn đối với cái góc nhìn từ Indonesia. Và có một cái câu, và chính vì vậy ông cũng đưa ra một cái gọi là ví dụ khác để làm minh chứng ở đây, tức là trên cái tờ báo lớn của Jakarta Post or something like that, yeah. Tempo and Compass, the main big media. Trên cái tờ, một cái tờ báo mạng, tin tức mạng rất là quan trọng hàng đầu của Indonesia đấy, thì là người ta chỉ đăng có mỗi một tin thôi, là ông tổng thống của Indonesia là ông Jokowi Widodo thì đã rời Jakarta để đi dự APEC 2017. Okay, so the next thing is that how do you comment on, you know, the the speech by some leaders of the world leading powers at the APEC, however. Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi với nhà báo Liston Seriga là thế, tuy nhiên thì không biết là ông có cái bình luận gì không đấy về cái những cái phát biểu, những cái thông điệp mà được đưa ra bởi các cái lãnh đạo rất là lớn ở các cái cường quốc lớn ở khu vực, chẳng hạn như là ông Xi Jinping, ông Tập Cận Bình, hay là ông Donald Trump, tổng thống của nước Mỹ. BBC Indonesia is quite difficult to find an angle of the story from APEC, but luckily President Donald Trump on his speech praised Indonesian economy, and he said that after decades Indonesian had already built their institution right, and also to develop the democratic in the society. And regarding there are 13,000 island in Indonesia, it was such an achievement. That's our story actually today, the comment from President Trump, even though it's only one paragraph, that's it. But in addition to that, we also ran a comment from Jokowi when he left Jakarta today. He said that one of the issues that he's going to raise in APEC is how to achieve sustainable development goals, and also how to tackle the economic gap between the poor and the rich country. That's also one of the story that we mentioned in our story today about APEC. And also, as you know, Indonesia is have 13,000 island, where the president is going to develop what he said as a maritime based economy. Okay. Và chúng tôi xin phép được tiếp tục lược dịch ý kiến của nhà báo Liston Seriga từ ban BBC Indonesia. Thì ông nói rằng là phía của ban BBC Indonesia cũng có thể nói là cũng có một chút khó khăn trong việc là khai thác cái khía cạnh nào liên quan tới cái vừa liên quan tới cái APEC 2017 này mà lại vừa quan đến Indonesia. Và có một điều may mắn là họ đã tìm được một cái tin tức, đấy là cái phát biểu của ông Donald Trump, mặc dù là ông phát biểu không nhiều nhưng mà cũng có đề cập tới Indonesia và có khen ngợi cái Indonesia đang có những cái bước gọi là tích cực trong cái việc mà xây dựng về kinh tế, về thể chế của quốc gia này, rồi thì về cái ông khen ngợi về cái sự phát triển của Indonesia, một quốc gia với hàng nghìn các cái hòn đảo như vậy nhưng mà đã có những cái thành tích vân vân, thì phía Indonesia rất là quan tâm tới cái bình luận này. Ngoài ra thì cũng có nói tới cái phát biểu của ông tổng thống Indonesia, ông Jokowi Widodo, khi mà ông rời Jakarta để mà tới Đà Nẵng để mà dự cái APEC 2017, thì cũng trong đó thì cái thông điệp của tổng thống Indonesia là ông cũng quan tâm tới những cái mục tiêu về phát triển bền vững, hay là về cái việc là thu hẹp cái khoảng cách giữa các cái nước giàu và các cái nước nghèo. Và ở đây thì ông cũng nói tới một quốc gia với hàng chục ngàn cái hòn đảo như thế đấy, thì cũng nói tới một cái nền kinh tế mà nó dựa ở trên căn cứ, dựa trên biển. Okay, so we thank you very much for joining our program today. You're welcome. Okay.
Thank you very much. Cheers. Okay. Và quý vị vừa mới theo dõi cái gọi là cuộc trao đổi giữa chúng tôi với các nhà báo ở BBC tiếng Thái và BBC Indonesia về cái APEC, và rất cảm ơn các nhà báo đã cung cấp các góc nhìn đó. Mời quý vị tiếp tục vào trang bbcvietnamnews.com của chúng tôi để theo dõi các tin bài liên tục cập nhật, trong đó có các tin bài về sự kiện APEC đang diễn ra tại Việt Nam và các chuyến thăm của các nguyên thủ thăm chính thức tới Việt Nam. Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.